hai, xin chào tất cả các bạn. Trong bài học này, Đức sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn sử dụng Action Key AI SDS Training do bên mình cung cấp ha. Thì cái Action này nó được viết ra nhằm giảm tối đa những thao tác thủ công mà các bạn phải làm khi mà các bạn thực hiện retouch bằng tính năng Photoshop AI. Thì trong tất cả các bài trước á, chắc có lẽ là các bạn đã nắm được những cái cách thức cơ bản để các bạn làm chủ được vùng chọn khi mà các bạn thực hiện cái thao tác trên Photoshop AI cũng như là cân chỉnh lại những cái option mà Photoshop AI nó tạo ra sao cho nó chân thật nhất và nó giống với ảnh mẫu nhất ha. Thì cái action này á mình đã cung cấp trong khóa học cho các bạn ha. Thì ở đây Đức sẽ mở cái bản action ra ha. Bạn nào mà chưa có cái bản action này á, thì các bạn sẽ vào trong menu window Rồi các bạn sẽ tích vào cái tùy chọn đó là action Cái phím tắt của nó đó là Alt cộng với F9 ha Thì để lock action này á, có rất là nhiều cách Cách đầu tiên mà cách đơn giản nhất á, là theo như mình thấy là bạn cứ kéo thả thẳng vào trong chương trình Photoshop ha Lấy ví dụ như đây là cái action Đức đã cài vào ha AI Kin nè Training cái version nó là 25.0 có nghĩa là nó thực hiện ở trên cái phiên bản đó là Photoshop 25.0. Thì ở đây á Đức sẽ điều chỉnh lại và cũng như là viết một action trên cái phiên bản đó là Photoshop 24 ha. Thì hiện tại á là cái phiên bản đó là Photoshop 24 và 25 thì các bạn mới có cái tính năng đó là AI trong Photoshop nha. Tại vì nếu không có cái tính năng AI trong Photoshop hoặc là các bạn đang sử dụng một cái phiên bản thuốc gì đó không có tính năng Generate Active Field thì hoàn toàn không sử dụng được cái sành này nha. Các bạn lưu ý điều này. Rồi lấy ví dụ như đây là cái sành nước đã cài vào rồi ha. Thì cái này để nói thêm thôi. Thì thật sự ra cái việc cài cá sành thì quá dễ rồi. Thì các bạn có thể kéo thả trực tiếp đây. Thì đây các bạn sẽ kéo và thả vào trong không gian làm việc của Photoshop ha thì thông thường là các bạn sẽ thả trên cái thanh taskbar trên này nè đó buông ra thì tự động nó lót cái action này vào ha đó cái đầu tiên là đức đã lót trước nè cái này đức mới lót vào ha thì bây giờ tạm thời đức uh, delete bỏ một cái đi thì cái việc sử dụng action này rất là dễ ha thì các bạn sẽ sổ cái group này ra thì nó chỉ có một cái câu lệnh duy nhất đó là lay x thế đây các bạn chỉ có việc là chọn vào cái chữ lay x này và nhấn cái nút bus tâm là sẵn ở đây ha. Thì lúc này nó sẽ hiện lên một cái bảng thông báo để các bạn sẽ chọn cái mức độ rau sạch lơi ha. Thì các bạn sẽ chọn là continue nha. Rồi ở đây Đức sẽ nói cái phần này một tí xíu ha. Thì các bạn để ý cái phần da của mẫu nè. Thì ở đây các bạn sẽ chọn một cái thông số radius mà các bạn cảm thấy những cái khuyết điểm trên da các bạn ha. nó lơi đi, nó mờ đi ha. Nhưng mà không phải là nó mất hoàn toàn nha. Đây. Các bạn thấy ha, nó bị lơ đi nè. Thì cái thông số thì như mình thấy á, mình test thử á, thì nó sẽ dao động tầm khoảng từ 5 đến 8 là cùng ha. Ít cái khi nào mà các bạn sử dụng một cái thông số lớn hơn số 8 không? Thì ở đây các bạn để ý cái trường hợp đầu tiên á, là da của mẫu á, là bị mụn và bị gọi là bị sẹo thâm á. Cũng khá là nhiều ha. Nhưng mà nó đỡ một cái là nó không có tàn nhang Tại vì cái cô này cổ cũng thuộc tiếp người châu Á Đa số là người châu Á của chúng ta sẽ không có tàn nhang nhiều như những người châu Âu ha Nên ở đây Đức có thể chọn cái mức độ radius là khoảng Mình để luôn năm thử xem ha Rồi ở đây mình để luôn mặc định là năm thử luôn ha Tính ok ha Rồi bây giờ thì các bạn sẽ đợi Photoshop AI nó xử lý cái đoạn này ha rồi ở đây á nó sẽ hiện lên một cái thông báo là đã kết thúc thì ở đây đức có để một cái note để cho các bạn có thể thực hiện thì đầu tiên nè là chọn cái option gần giống với cái bản gốc của mình nhất về cái đặc điểm hình dáng khuôn mặt mà ai nó tạo ra cho mình thứ hai đó là chọn cái lớp mặt nạ của ai dùng cọ rust mềm chọn màu đen và tô lên những cái vùng như là mắt môi tóc để giữ lại nguyên bản thứ ba là nếu mà các bạn muốn giữ lại được cái độ chi tiết cái độ sắc nét cũng như cái tết trời của da thì các bạn có thể tắt cái lớp này hoặc là tăng giảm opacity của nó ha. thì bây giờ đức sẽ nói rõ hơn ha. thì đầu tiên các bạn sẽ nhấn stop ha dừng lại nè. thì khi mà các bạn trả xong xong thì nó sẽ tạo ra cho các bạn ba cái lớp này ơi. cái lớp đầu tiên đó là color and tone. cái lớp thứ hai đó là cái lớp mà photoshop ai nó tạo ra cho các bạn ha và cái lớp thứ ba đó là lớp detail, có nghĩa là cái lớp này để giữ lại những cái texture trên da nè và tăng cái độ nét cho hình ảnh của các bạn ha. Các bạn có thể để ý nè, khi mà đức tắt cái detail và texture đi thì các bạn thấy da bạn nó phẳng hơn nữa ha. Nó mịn hơn nè. Bật lên. Có cái độ chân thật ha, có hạt da thì ở đây các bạn cũng có thể tăng giảm cái opacity cái layer detail và texture này ha nhưng mà bây giờ Đức sẽ nói về cái layer AI tạo ra trước thì khi mà AI tạo ra thì lúc nào nó cũng sẽ can thiệp vào cái layer gốc của bạn và nó khiến cho cái layer gốc của bạn nó sẽ bị biến dạng đi một tí xíu ha có thể là đẹp hơn cũng có thể là xấu hơn trong trường hợp nếu mà các bạn cảm thấy cái môi cái mắt mà nó tạo ra đẹp hơn thì cứ giữ còn cái trường hợp á mà nó tạo ra khác quá thì lúc này các bạn cần phải cân chỉnh lại, các bạn phải dùng brush màu đen ha, các bạn chọn vào cái layer mask của nó nè. Và các bạn sẽ tô lấy lại những cái chi tiết như là chân mày, mắt, môi. Thì đó là cái trường hợp nếu mà nó tạo ra cái phần mắt, mũi á, nó khác biệt quá. Nhưng mà bây giờ quan trọng là cái phần da của chúng ta nè. Thì ba cái option đầu tiên nè, các bạn cứ test thử coi cái option nào là phù hợp nhất ha. Cái này thì thấy không ổn nữa ha Cái này cái da nó cũng khá là đẹp nè Cái này thì Đức cũng thấy đẹp nè các bạn Ở đây nó có cái độ khói hơn cho gương mặt ha Rồi bây giờ Đức sẽ generate một lần nữa xem sao ha Rồi, ở đây Đức cảm thấy cái option này là phù hợp ha. Các bạn có thể tắt mở cái layer mà AI nó tạo ra nè để các bạn so sánh với bản gốc thì nó cũng có thay đổi ha. Nên bây giờ chúng ta sẽ cần sẽ lấy lại thì các bạn sẽ chọn vào trong cái layer mask nó tạo ra. Thì nó đang tạo ra cho các bạn là một cái layer mask màu trắng thì các bạn sẽ dùng brush màu đen để các bạn tô vào để các bạn lấy lại cái bản gốc của các bạn ha. Rồi các bạn sẽ chọn vào cái công cụ rust và lúc nào cũng chọn một cái rust mềm nha, opacity để tầm khoảng 80 đến 90 thôi. Lấy từ từ ha. Cái da thì nó tạo ra khá là ok nè. Rồi các bạn sẽ tô vào, lấy con mắt lại. Có thể là lấy là cái phần chân mày của nó luôn ha. Cái chân mày AI nó tạo ra cũng khá là đẹp, nhưng mà Đức muốn uh, giữ lại cái độ chân thật cho cái hình ảnh đó nên Đức lấy lại luôn cái chân mày ha. Đây, cái miệng nè. Cái miệng là khác xa nhất. Nhưng mà theo như Đức thấy nha, cái miệng AI nó tạo ra cũng rất là đẹp. Đây. Nếu ở đây á, các bạn cảm thấy cái miệng này đẹp thì các bạn cũng có thể giữ, nhưng mà nếu mà các bạn muốn cho chân thật thì các bạn có thể lấy lại ha. ở đây các bạn cũng không cần lấy là một trăm phần trăm ha ở đây đức lấy là gần giống thôi chứ đức không lấy lại với cái nguyên bản của nó tại vì ở đây các bạn thấy với nguyên bản của cái miệng của mẫu thì khá là xấu theo như mình thấy như vậy ha thì ở đây các bạn có thể so sánh ha trước nè và sau thì đây là cái trường hợp đầu tiên trên nền da là bị mụn và cũng như là bị những cái sẹo và chúng ta sẽ dùng cái phương pháp đó là thay thế hoàn toàn cái da bằng da AI mà không giữ lại cái da gốc ha. Như các bạn thấy nè, trên cái lớp layer nè, các bạn chỉ giữ lại mắt, môi thôi ha. Ngay cả mũi các bạn cũng không giữ nữa nè. Rồi còn về cái phần tóc bên ngoài nè. Các bạn thấy nó cũng không thay đổi gì nhiều. Trong trường hợp này các bạn muốn giữ cũng được, hoặc là các bạn muốn để như thế này cũng ổn luôn ha. Ví dụ ở đây các bạn muốn lấy lại thì các bạn sẽ tô cho nó một cái rust màu đen ở ngoài cái tóc này. Rồi, cái bước này á, các bạn có thể tăng giảm cái opacity của cái lớp layer detail và texture hoặc là các bạn cũng có thể tăng giảm luôn cái lớp layer này ha. Trong trường hợp này các bạn có thể giảm opacity một tí xíu nè. Đó. Thì á, khi mà các bạn càng giảm á, thì nó sẽ dần hiện lên cái lơ góc càng nhiều ha. Thì đây các bạn sẽ giảm một tí xíu thôi. Thì nó sẽ chân thật hơn với cái phai góc của bạn ha. Trước nè. Sau. Hẹn gặp lại các bạn ở bài tiếp theo.